Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Mình tên Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Thì hôm nay mình tiếp tục cung cấp những cụm từ thực dụng cho các bạn học là nói ngay. Bây giờ mhũ cỏn là đừng nói, mhũ là đừng, cỏn là nói, mhũ cỏn đừng nói, bây giờ đừng ăn thì sẽ là mhũ xịt. Mhũ là đừng, xịt là ăn. Mhũ xịt đừng ăn, hay mhũ xịt còn có nghĩa là ăn không ngon. Các bạn lưu ý cho mình, cụm từ này có hai ý nghĩa. Một cái là kêu bạn đừng ăn, mhũ xịt có lẽ là có chất độc á. Cái nghĩa thứ hai là ăn không ngon, mhũ xịt. Tiếp tục, mhũ thảy là kêu bạn đừng xem, mhũ là đừng, thảy là xem là nhìn, mhũ thảy đừng xem đừng nhìn. Hay hữu thảy còn có nghĩa khác là không đẹp, không đẹp hữu thảy, hay là không hay cũng là hữu thảy. Thí dụ như là chúng ta đi xem phim, chúng ta coi cuốn sách nào đó, chúng ta xem cái chương trình nào đó, chúng ta thấy không hay thì sẽ là hữu thảy. Đừng xem cũng là hữu thảy, các bạn lưu ý cho mình. Rồi bây giờ đừng nghe thì đừng làm hữu. Đừng nghe là hữu thán. Ngoài ra hữu thán nó còn có nghĩa là nghe không hay. Hay thì chúng ta nghe cái gì đó không hay thì chúng ta nói là hữu thán. Đi xem ca nhạc hay là xem ai đó kể chuyện hay là xem ai đó giảng bài hay là xem cái gì đó mà chúng ta nghe chúng ta không hay, thấy không hay, nghe không hay, hữu thán. Ai đó hát không hay, hữu thán. Rồi bây giờ hữu quản là chơi không có vui. Cùng nhau đọc lại, hữu quản, hữu quản chơi không vui. Bây giờ hữu trù có nghĩa là đừng ồn ào, trù là ồn ào, hữu là đừng. Cùng nhau đọc lại, hữu trù, hữu trù đừng ồn ào. Hay là đừng lo lắng, chúng ta kêu ai đó đừng lo lắng, hữu tám sấm. Tám sấm là lo lắng, hữu là đừng, hữu tám sấm, hữu tám sấm đừng lo lắng. Hay là chúng ta kêu ai đó đừng lên tiếng, hữu chút sáng, hữu chút sáng, hữu là đừng, chút sáng là lên tiếng. Cùng nhau đọc lại, hữu chút sáng, hữu chút sáng đừng lên tiếng. Hay là đừng tính toi, hữu dừa ngọ, hữu là đừng, dừa ngọ có nghĩa là tính toi, có nghĩa là thí dụ như chúng ta hẹn nhau đi chơi ha, chúng ta hẹn nhau đi ăn, thí dụ như dừa mài ngọ là tính toi luôn á, tôi đi nữa ha. Còn bây giờ hữu dừa ngọ là mình kêu người đó đừng có tính toi, chắc là có lẽ là tôi bận hay là tôi như thế nào đó, tôi không muốn tham gia. Hữu dừa ngọ, hữu dừa ngọ đừng tính toi. Rồi bây giờ đừng gấp gáp. Đừng gấp gáp có nghĩa là hữu sấm cấp. Sấm cấp có nghĩa là gấp gáp, hối hả, vội vàng. Sấm cấp, hữu sấm cấp. Đừng gấp gáp, đừng hối hả, đừng vội vàng, đều được. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói không hên thì sẽ là hữu di thầu. Hữu di thầu là hên, hữu di thầu là không hên. Các bạn lưu ý cho mình, khi chúng ta muốn đề cập tới hên xui cái gì đó thì không hên là hữu di thầu, hữu di thầu. Rồi bây giờ không biết là chí. Cùng nhau đọc lại, chí. Chí là không biết. Khi chúng ta không biết về một cái thông tin, một cái sự tình nào đó thì lúc này không biết sẽ là chí. Chí, 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 không biết, chí, biết. Rồi tiếp tục, không biết tại sao thì chúng ta nói là chí tiệm cãi. Chí là không biết, tiệm cãi là tại sao. Chúng ta cùng nhau đọc lại, chí tiệm cãi, chí tiệm cãi, không biết tại sao. Chúng ta không có nói là xích tiệm cãi ha các bạn, xích tiệm cãi, mà chúng ta nói không biết tại sao là chí
tiệm cãi. Rồi bây giờ tiếp tục. Không biết làm chí tu, chí tu, chí tu, không biết. Rồi bây giờ là không biết có không. Không biết có không. Thì dậu là có, mụ là không. Có. À, chí là không biết. Chí dậu mụ. Chí dậu mụ. Không biết có hay không có. Đơn giản là không biết có không. Chí dậu mụ. Không biết sao. Chí tiểm. Chí tiểm. Không biết sao. Chí tiểm giỡn. Chí tiểm giỡn. Không biết thế nào. Chí là không biết. Tiểm giỡn là thế nào. Chí tiểm giỡn có nghĩa là không biết thế nào, không biết sao. Rồi bây giờ chí tiểm xuyên. Chí là không biết. Tiểm xuyên có nghĩa là tính sao, tính thế nào. Chí tiểm xuyên có nghĩa là không biết tính sao, không biết tính thế nào. Chí tiểm xuyên. Rồi bây giờ không biết nói sao thì người ta nói là chí tiểm cỏn. Tiểm cỏn có nghĩa là nói sao, nói như thế nào. Chí tiểm cỏn. Chí tiểm cỏn không biết nói sao hay là không biết nói như thế nào đều được. Chí tiểm cỏn. Rồi bây giờ chí tiểm trù. Chí tiểm trù có nghĩa là không biết làm sao. Trù là làm, tiểm trù là làm sao, làm thế nào, tiểm trù. Cùng nhau đọc lại, chí tiểm trù. Chí tiểm trù, không biết làm sao. Rồi bây giờ, không biết nói sao với bạn. Không biết nói sao với bạn thì chúng ta nói là chí tiểm thùng lị cỏn. Chí tiểm thùng lị cỏn thì chí là không biết. Tiểm là như thế nào, là sao. Thùng là và, lị là bạn, cỏn là nói. Cùng nhau đọc lại, chí tiểm thùng lị cỏn. Chí tiểm thùng lị cỏn khi chúng ta muốn nói, không biết nói sao với bạn. Chí tiểm thùng lị cỏn. Hay là không biết nói sao với bạn ấy thì chúng ta sẽ thay thế chữ khội vào cái chữ lị, thay đổi thì chúng ta sẽ có một cái câu khác như thế này. Chí tiểm thùng khội cỏn. Chí tiểm thùng khội cỏn. Không biết nói sao với bạn ấy. Rồi bây giờ không biết ạ. Chúng ta muốn nói chúng ta không biết ạ. Chí a. Chí là biết. Chí a không biết ạ. Không biết chuyện gì. Không biết chuyện gì thì chúng ta nói là chí mé xì. Chí mé xì. Chí mé xì không biết chuyện gì. Không biết nguyên nhân gì. Không biết nguyên nhân gì thì nguyên nhân là dì dánh. Mé là gì. Chí là không biết. Cùng nhau đọc lại, chí mé duyên dánh. Chí mé duyên dánh có nghĩa là không biết nguyên nhân gì. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là sẽ không có. Sẽ không có bụi dậu. Bụi dậu là sẽ không có. Bụi là sẽ không như thế nào, dậu là có. Bụi dậu sẽ không có. Rồi bây giờ sẽ không có nữa. Chúng ta nói là bụi trôi dậu. Trôi là nữa ha. Dậu là có. Bụi là sẽ không. Cùng nhau đọc lại. Bụi trôi dậu. Bụi trôi dậu. Sẽ không có nữa. Hay là sẽ không đi nữa. Thì đi là hơi. Trôi là cái gì đó nữa. Bụi là sẽ không. Cùng nhau đọc lại. Bụi trôi hơi. Bụi trôi hơi. Sẽ không đi nữa. Hay là bây giờ sẽ không tìm nữa. Thì tìm là quảnh. Trôi là cái gì đó nữa. Muội là sẽ không. Cùng nhau đọc lại. Muội trôi quảnh.
muội trôi quảnh sẽ không tìm nữa, hay là sẽ không kiếm nữa đều được, muội trôi quảnh. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói sẽ không mua nữa thì mãi là mua, trôi là cái gì đó nữa, trôi mãi là mua nữa, bây giờ sẽ không mua nữa, muội trôi mãi, muội trôi mãi sẽ không mua nữa. Rồi bây giờ sẽ không làm nữa thì chù là làm, trôi là cái gì đó nữa, trôi chù có nghĩa là làm nữa, muội trôi chù, muội trôi chù có nghĩa là sẽ không làm nữa. Rồi bây giờ sẽ không về nữa, sẽ không về nữa thì phán là về, trôi là nữa, trôi phán là về nữa. Bây giờ sẽ không về nữa sẽ là muội trôi phán, bởi vì muội là sẽ không. Cùng nhau đọc lại, muội trôi phán, muội trôi phán sẽ không về nữa. Rồi bây giờ sẽ không gì nữa nè, sẽ không về hàng hóa nữa, muội trôi phán pho, muội trôi phán pho, muội trôi phán pho có nghĩa là sẽ không về hàng hóa nữa, là những cái món hàng hóa đó sẽ không về nữa ha các bạn. Thì người ta nói là muội trôi phán pho, hàng hóa sẽ không về nữa, sẽ không về hàng hóa nữa. Rồi bây giờ là chúng ta muốn nói sẽ không về công ty nữa thì công ty là cúng xí, trôi phán có nghĩa là về nữa, trôi phán cúng xí là về công ty nữa. Bây giờ sẽ không về công ty nữa, muội trôi phán cúng xí. Chúng ta cùng nhau đọc lại, muội trôi phán cúng xí, muội trôi phán cúng xí sẽ không về công ty nữa. Hay là chúng ta muốn nói sẽ không quay lại nữa, sẽ không quay lại nữa thì chuyên thầu là quay đầu, phán chuyên thầu quay đầu lại, trôi phán chuyên thầu quay đầu lại nữa, muội trôi phán chuyên thầu, muội trôi phán chuyên thầu sẽ không quay lại nữa. Hay là chúng ta muốn nói sẽ không quay lại trường nữa thì họt hào là trường, phán họt hào là về trường, trôi phán họt hào là về trường nữa. Bây giờ sẽ không quay lại trường nữa, muội trôi phán họt hào, muội trôi phán họt hào sẽ không quay lại trường nữa. Rồi thì bây giờ thì chúng ta cùng nhau đọc lại những cái cụm từ hồi nãy giờ cho quen nè. Hữu cỏn, hữu cỏn đừng nói, hữu xịt, hữu xịt đừng ăn hay là ăn không ngon, hữu xịt. Hữu thảy, hữu thảy đừng xem hay là không đẹp, hữu thảy. Hữu dẫm, hữu dẫm đừng uống hay là uống không ngon, hữu dẫm. Hữu tháng, hữu tháng đừng nghe hay là nghe không hay, hữu tháng. Chơi không vui, hữu quản, hữu quản. Hữu trụ, hữu trụ đừng ồn ào. Hữu tám sấm, hữu tám sấm đừng lo lắng. Hữu chút sáng, hữu chút sáng đừng lên tiếng. Hữu dừa ngọ, hữu dừa ngọ đừng tính toi. Hữu sắm cấp, hữu sắm cấp đừng gấp gáp. Đừng vội vàng, hữu sắm cấp đừng hối hả, hữu sắm cấp. Hữu di thầu, hữu di thầu không hên. Chí, chí không biết. Chí tiệm cãi, chí tiệm cãi không biết tại sao. Chí tu, chí tu không biết đến, không biết chí tu. Chí dạo mộ,
Chí dạo mộ không biết có không. Chí tiểm không biết sao. Chí tiểm giỡn, chí tiểm giỡn không biết thế nào. Chí tiểm xuyên, chí tiểm xuyên không biết tính sao. Chí tiểm cỏn, chí tiểm cỏn không biết nói sao. Chí tiểm trầu, chí tiểm trầu không biết làm sao. Chí tiểm thùng lị cỏn, chí tiểm thùng lị cỏn không biết nói sao với bạn. Chí tiểm thùng khội cỏn, chí tiểm thùng khội cỏn không biết nói sao với bạn ấy. Chí A, chí A không biết ạ. Chí mé xì, chí mé xì không biết chuyện gì. Chí mé duyên dánh, chí mé duyên dánh không biết nguyên nhân gì. Muội dậu sẽ không có. Muội cho dậu sẽ không có nữa. Muội trôi hơi sẽ không đi nữa. Muội trôi quảnh sẽ không tìm nữa, hay là sẽ không kiếm nữa. Muội trôi quảnh. Muội trôi mại sẽ không mua nữa. Muội trôi trầu sẽ không làm nữa. Muội trôi phán sẽ không về nữa. Muội trôi phán pho sẽ không về hàng hóa nữa. Muội trôi phán cúng xí sẽ không về công ty nữa. Muội trôi phán chuyên thầu sẽ không qua lại nữa. Sau cùng, muội trôi phán hò hào sẽ không qua lại trường nữa. Rồi thì mình xin dở đây. Hôm nay thì những cái cụm từ cũng khá là nhiều. Các bạn có mệt đó, thì các bạn nghỉ mệt ha. Khi nào rảnh đó, thì lấy ra ôn tập ghi chép lại. Bởi vì những cái câu này thì những cái cụm từ như thế này thì rất là thực dụng, thường hay dùng. Thì mình xin dừng ở đây và luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào tạm biệt, chai kiên, bye bye.